tháng 5, con giáp bị tiểu nhân ám khỏe, xui xẻo đủ đường, lại còn dính họa thị phi. Xin chào quý anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Và quý vị thân mến, trong cái video hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp trong cái tháng 5 dương lịch này dễ gặp xui xẻo và cần phải cẩn thận những cái kẻ tiểu nhân ở xung quanh mình. Vậy thế đó là những con giáp nào? Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với những con giáp này. Thứ nhất đấy là tuổi Thân. Trời sinh tuổi Thân thông minh nhưng lại không khiêm tốn cho lắm. Chính vì thế mà nên người tuổi Thân thường khiến cấp trên không hài lòng về bạn, không muốn đề bạt lên cái vị trí cao. Và tử vi học có nói là trong cái tháng 5 này có vài kẻ tiểu nhân đã muốn chiếm cái vị trí của bạn nên có nói quá lên những cái điều không hay về bạn. Tuổi Thân khá mạnh mẽ cá tính nhưng lại không cảnh giác với những cái kẻ suốt ngày nói ngọt với mình, đôi khi lại không được sáng suốt khi mà chọn bạn. Người đáng tin thì không tin, người không đáng tin thì lại trao cả tình cảm để rồi bị lợi dụng chơi xấu. Và người thứ hai đấy là tuổi Sửu. Tháng 5 năm 2020, vận số của tuổi Sửu khá xui xẻo vì bị tiểu nhân quấy phá. Người mình tin tưởng ném đá giấu tay nên là Sửu sẽ đánh mất uy tín bấy lâu nay, gây dựng thất thoát một số cái khoản tiền lớn. Trời sinh tuổi Sửu là người mà không có cái tài ăn nói, đôi lúc là hay bộc chộp, nên việc ở nhà cùng với người thân của mình khiến cho bạn thường hay cáu kỉnh, làm người khác phật ý. Cách nói chuyện có đôi lúc không tế nhị, làm người khác đau đầu. Thời gian này, công việc làm ở nhà khiến cho bạn cảm thấy không được thoải mái, thường xuyên trao đổi qua mail hay là chat chít khiến bạn bức bách, gây mâu thuẫn. Và để hạn chế rủi ro thì Sửu cần giữ mồm giữ miệng, đừng để bản mệnh bị lợi dụng cuốn vào những cái chuyện thị phi. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Dậu. Trời sinh tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và có cái trách nhiệm trong công việc. Họ biết cân bằng cảm xúc, nỗ lực vươn lên nên được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Thế nhưng chính vì được cấp trên trọng dụng nên đồng nghiệp xấu tính, nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét với tuổi Dậu. Nếu không muốn bị lợi dụng, hãm hại thì tốt nhất Dậu cần kín tiếng trong các cái kế hoạch công việc, đừng quá tin tưởng ở người ngoài. Cũng đừng vì cả nể mà cho họ vay mượn tiền bạc, kéo mất cả tiền lẫn bạn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp bị tiểu nhân ám khỏe, xui xẻo đủ đường, lại còn dính phải cái họa thị phi trong tháng 5 này. Và chúng ta cũng biết được là đó là những con giáp nào, và những con giáp này hãy cẩn trọng những cái kẻ tiểu nhân xung quanh của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.